Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó đáng chú ý, người dân khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật chế độ Bluetooth. Nếu không cài ứng dụng khai báo y tế thì sẽ bị phạt. Với điều khoản xử phạt thì liệu có khả thi hay không? Thì VTC14 đã có những trao đổi với các chuyên gia xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam hiện có 3 ứng dụng gồm Tờ khai y tế.vn, nCoV và Bluezone đang được Bộ Y tế sử dụng để khai báo y tế. Bộ Y tế yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc cài đặt các ứng dụng này và xử phạt các trường hợp không thực hiện cài đặt. Dù theo quy định số 2666, việc xử phạt vừa nêu dựa trên tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương, các chuyên gia cho rằng việc áp dụng khai báo y tế để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp là cần thiết. Nhưng việc đề nghị xử phạt người dùng smartphone không cài Bluezone có thể chưa hoàn toàn phù hợp. Về cái vấn đề xử phạt thì đây chúng ta phải phân ra có mấy nội dung. Cái điều đầu tiên là bản thân người dân có hiểu được rằng là cái việc làm của mình sai hay không đã. Bởi vì nếu người ta chưa hiểu, tức là cái việc người ta chưa hiểu thì có nghĩa rằng người ta không có tội, có đúng không ạ? Thì đây là lỗi của chúng ta chưa tuyên truyền tốt để cho người ta hiểu cái vấn đề đó. Thì cái vấn đề là chúng ta phải làm thế nào để người dân hiểu được rằng chúng ta làm như thế, đấy là vi phạm. Thì lúc đó chúng ta phạt nó mới thuyết phục. Quy định này là cần thiết. Tuy nhiên ấy, chúng ta thấy rằng là với một cái lượng điện thoại di động thông minh rất lớn như hiện nay, và với rất nhiều những cái người sử dụng khác nhau ấy, thì cái quy định này có thể nó sẽ có những cái khó khăn trong việc thực thi, trong thực tiễn. Bởi vì rõ ràng là có rất nhiều người, người ta có cái nhu cầu về cái việc tắt cái đối tượng trong những cái điều kiện nhất định, đặc biệt là với những cái hệ máy mà nó tiêu tốn nhiều cái năng lượng thì có thể họ tắt do họ quên, và như vậy là có nghĩa là đã vi phạm vào cái quy định và phải chịu phạt hành chính. Nhưng mà ngay cái việc chứng minh là họ tắt hay không ấy là cũng rất là khó, đúng không ạ? Còn theo Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế thì quy định số 2666 chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn người dân. Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn việc thực hiện, đặc biệt là những vùng có nguy cơ cao, Bộ Y tế đã đưa ra quy định xử phạt. Cái văn bản đó chủ yếu tập trung vào hướng dẫn. Tuy nhiên thì để đẩy mạnh hơn cái việc thực hiện một cách nghiêm túc, vì thời gian qua chúng ta thấy rằng nhiều người cũng chưa ý thức được cái việc là trách nhiệm của bản thân mình với cộng đồng cũng như là việc cài đặt các ứng dụng phòng chống dịch. Tuy nhiên nếu chúng ta không có một cái quy định, một cái đưa ra cái xử phạt chẳng thế thì có thể là nó tạo ra sự lơ là hoặc chủ quan. Thế thì trong văn bản này thì chúng tôi cũng chỉ là đề nghị địa phương thôi, là xem xét xử phạt và tùy theo tình hình cụ thể về tình hình dịch bệnh ở địa phương. Hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đang chia ra 4 mức về đánh giá nguy cơ của dịch COVID-19 là bình thường mới, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Ở những vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, chính quyền địa phương ở đó hoàn toàn bắt buộc người dân phải khai báo y tế hàng ngày, phải cài đặt Bluezone khi đến nơi công cộng. Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cũng thông tin thêm, việc xử phạt sẽ tùy theo tình hình dịch bệnh của địa phương. Từ đó, chính quyền sẽ quyết định có xử phạt hay không, chứ không phải quy định tất cả người dùng smartphone lúc nào cũng phải cài và bật chế độ Bluetooth. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp thành công của đợt quyên góp qua nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 năm 2020, lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và triển khai chương trình vaccine cho công nhân mới đây đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Lễ phát động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức trên Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400. Đồng thời, Tổng Liên đoàn chính thức phát động triển khai chương trình vaccine cho công nhân thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động. Đây là việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Toàn bộ số tiền tiếp nhận qua tin nhắn sẽ được chuyển về Quỹ Vaccine phòng COVID-19 và hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó ưu tiên mua vaccine cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn,
miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, nắng nóng, nhiệt độ rất cao và ít gió. Và trong điều kiện ấy thì các y bác sĩ đang làm việc tại những tâm dịch phải mặc những bộ quần áo bảo hộ, đeo tấm chắn. Nhiều người đã ngất xỉu, da thì phồng rộp. Và để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng y tế thì nhiều giải pháp đã được các lực lượng y tế đang có mặt tại Bắc Giang triển khai. Trừ một vài khu vực trọng điểm còn sót lại trên địa bàn bắt buộc phải thực hiện vào ban ngày. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng của nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Hải Dương hiện chủ yếu được thực hiện vào buổi tối. Tắt nắng nhưng thời tiết vẫn rất nóng, việc chườm đá để hạ thân nhiệt đã được các em thực hiện trong suốt quá trình lấy mẫu. Và khi đến nơi thì mình sẽ đóng đá vào túi zip và buộc dây vào như thế này ạ. Và lúc đấy thì sẽ phân phát cho các bạn, mỗi bạn một túi và đeo và vừa lấy mẫu vừa thực hiện công việc vừa chườm đá lên người. Phương pháp này là khá thiết thực với tụi em ạ. Trong khi mặc bộ đồ bảo hộ này rất là nóng ạ. Mồ hôi ra liên tục mà nhiệt trong đồ bảo hộ rất là nhiều ạ. Vâng, cái này giúp rất nhiều ạ. Nó giúp em giảm nhiệt rất nhanh. Vừa giảm nhiệt vừa là giúp em tỉnh táo hơn ạ. Chia sẻ với lực lượng y tế, người dân thôn Núi Hiểu cũng đã chủ động cung cấp đá và một số vật dụng thiết yếu, mong giảm bớt phần nào nỗi vất vả. Bởi hiện nay ở đây có hơn 6.000 mẫu xét nghiệm phải được thực hiện ngay trong đêm. Hy vọng, mong là các bác sĩ hỗ trợ các bác sĩ là để mát hơn, để có sức khỏe, để giúp cho người dân ở đây lấy mẫu tốt hơn. Theo Bộ Y tế, ngoài việc trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống dịch, việc đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng cho các đoàn công tác tại Bắc Giang hiện là một nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã đề nghị với cả Viện Vệ sinh Lao động là trong cái nghiên cứu của viện thì có một số cái bộ có thể là thổi khí từ bên ngoài vào trong cái bộ trang phục bảo hộ và nó sẽ làm giảm nhiệt, hạ nhiệt cho cái bên trong cái trang phục bảo hộ. Và trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ triển khai một số cái thử nghiệm và để có thể là cung cấp một cái số lượng rộng rãi. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, đã có 25 tỉnh thành trên cả nước đã cử các đoàn công tác xuống hỗ trợ địa phương này. Lực lượng y tế chiếm số lượng đông nhất với hơn 2.200 y bác sĩ đang có mặt tại địa bàn. Việc đảm bảo sức khỏe và môi trường lao động cho đội ngũ y bác sĩ cũng là yếu tố then chốt giúp Bắc Giang chiến thắng với dịch bệnh. Vâng, như VTC14 chúng tôi đã đưa tin trong bản tin tối ngày hôm qua về việc có tình trạng mua bán test nhanh COVID-19 chưa được cấp phép trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Và ngay sau khi nhận được thông tin này thì hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc nhằm siết chặt hoạt động mua bán và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trước thực trạng nhiều người giao bán bộ kit test nhanh COVID-19 tại nhà trên mạng xã hội, đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết đây là mặt hàng thuộc nhóm trang thiết bị vật tư y tế. Do vậy, việc mua bán phải tuân theo quy định pháp luật. Ngay sau khi nắm bắt được diễn biến trên, Tổng cục Quản lý Thị trường đã nhanh chóng chỉ đạo các cục quản lý thị trường địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát trên các sàn giao dịch thương mại điện tử để kiểm tra xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện ra các vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc. Lần nhất ngày 10 tháng 5 năm 2021 thì Tổng cục có công văn số 846 là đề nghị các cục quản lý thị trường tiếp tục tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu cao những cái vấn đề liên quan đến quản lý về việc kinh doanh các cái mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống nhân dân, đặc biệt là các trang thiết bị y tế để phục vụ phòng chống dịch, tiếp cận với các hoạt động kinh doanh mà trên nền tảng thương mại điện tử, các cái đối tượng lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh qua mạng, kinh doanh những cái sản phẩm là trang thiết bị y tế, trong đó có các bộ kit test để mà lừa dối người tiêu dùng mà kiếm lời bất chính. Liên quan đến vấn đề này, ngành y tế cho biết test nhanh COVID-19 thuộc nhóm mặt hàng phải quản lý theo vật tư trang thiết bị y tế vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Việc giao bán tràn lan trên mạng xã hội như hiện nay là không được phép. Đối với cái sản phẩm mà hiện nay có một số cái trang mạng đăng thông tin ấy, thì qua kiểm tra chúng tôi thấy rằng là đối với sản phẩm này là hiện nay chưa thuộc 37 cái danh mục sản phẩm mà đã được Bộ Y tế cấp phép, nên là việc mà mua bán các cái sản phẩm này hiện nay là không đúng theo cái quy định của Bộ Y tế.
thời gian tới cũng sẽ phối hợp với cả các cái cơ quan chức năng như là Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương và các cái sở y tế các địa phương để có thể xem xét thanh tra kiểm tra cũng như là xử lý các vi phạm mua bán các sản phẩm mà hiện nay chưa được Bộ Y tế cho phép lưu hành. Các chuyên gia y tế cũng khẳng định việc tự ý mua và sử dụng test nhanh COVID-19 trên mạng để test tại nhà tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đặc biệt nếu người sử dụng là những đối tượng có yếu tố dịch tễ. Bên cạnh đó, các test nhanh thường vẫn có độ sai sót nhất định. Cách để người ta làm cái test nhanh tại nhà thì nó phải có những cái hướng dẫn khác nữa, liên quan đến cái cơ chế báo cáo, liên quan đến cái việc mà thời điểm nào lấy mẫu là hợp lý nhất thì tất cả đều cần phải có hướng dẫn. Bởi vì nếu như chúng ta làm xét nghiệm mà nó dương tính mà chúng ta che giấu, chúng ta không thông báo cho cơ quan chức năng thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta bị mất các cái dấu vết để chúng ta tiếp tục chúng ta truy tìm. Còn nếu như test nhanh mà lại âm tính cũng có thể tạo ra những cái tâm lý chủ quan, và từ cái tâm lý chủ quan đó lại có thể gây ra những cái việc là đi tiếp tục lây cho những người khác. Hiện tại, ngành y tế không khuyến khích người dân tự thực hiện test nhanh COVID-19 tại nhà vì nguy cơ rủi ro rất cao. Việc này sẽ chỉ được thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao với những loại test được cơ quan chức năng cung cấp và có sự giám sát của nhân viên y tế. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về các sản phẩm, đặc biệt không nên mua những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán trôi nổi trên mạng.